Chào các bạn, nay tôi sẽ cho mọi người biết những lợi ích tốt đẹp của cái điều khiển remote nhỏ nhắn như con tay cái này sẽ có tác dụng như thế nào nhé. Và giờ đây các bạn biết đây, đây là cái remote ML3 dành cho các dòng máy của Ly Công. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái công dụng và cái tác dụng của cái remote này và cách thức sử dụng như nào nhé. Đầu tiên là mình mở máy của Ly Công lên, cái biểu tượng hình máy ảnh á, cài đặt, mình sẽ chạy xuống cái chữ remote control ML3 đó, mình kích vào đó. Ở trong này thì nó sẽ có 3 chế độ này. Hiện tại nó đang ở off này. Được chưa? Mình kích vào cái dòng đầu tiên đây. Delay remote 2S là cái này nó sẽ làm thao tác chụp 2 giây của mình. Rồi, trong đây là sẽ quick remote này là sẽ chụp ngay lập tức nha. Còn cái này là moon này là chụp không quick remote. Rồi. Và mình hãy xem. Và đây mình chỉ việc ấn thôi. Đó. Ấn đầu tiên là máy nó sẽ lấy led, sau đó nó sẽ chụp ngay cho mọi người này. Được chưa? Rồi, các chế độ ở trong này, chế độ F hoặc là CM, bất kể chế độ nào cũng được hết nha mọi người. Đó. Rồi mình muốn chụp và hẹn là 2 giây thì mình sẽ kích vào. Mình hẹn chế độ là 2 giây. Đây, kích lên đây là chế độ hẹn 2 giây này. Đây, mình muốn vào 2 giây mình kích vào đây. Nếu khi kích vào 2 giây ở đây thì máy nó sẽ trong 2 giây máy sẽ chụp nhá. Kích 2 giây này. Rồi vào mình xem nhá. Đó, trong 2 giây thì máy nó sẽ chụp. Để các bạn chụp phong cảnh được thì các bạn lấy led xong bạn hãy gạt qua chữ M nhé. Và cái dưới này cũng vậy. Rồi, với cái điều khiển này ban đêm nó có thể bắt xa được khoảng 10m. Nên là các bạn cứ yên tâm đi. Khi mà các bạn đã gạt sang M này thì chắc chắn một điều là led của mình nó sẽ vững như vậy. Và ta chỉ việc ấn mode. Và đây là những hình tôi đã chụp được. Và tôi sẽ cho mọi người xem. Rồi các bạn xem nhé. Đấy, đây là chợ đêm Đà Lạt này. Rồi kiểu này là chợ đêm Đà Lạt nữa này mọi người này. Rồi. Và những gì được chia sẻ, các bạn thấy bổ ích hãy like và chia sẻ, subscribe cho Hưởng nhé. Bây giờ Hưởng xin chân thành cảm ơn. Chúc mọi người thật là nhiều tốt đẹp. Và mong những video này sẽ ích cho những bạn nào đó. Bye bye.